quay tay. Nó vẫn bể đầu. Hello mấy bạn. Lâu rồi chưa quay clip ha. Bữa giờ máy camera nó bị hư. Hôm nay mới đi câu lại. Từ hôm Tết đi ra ngoài đảo Phú Quý. Câu biển lặn. Cầm máy nó chết mẹ nó luôn rồi. Hôm nay đi câu lại, mới mua máy nè, mới sắm máy luôn. Hôm nay rửa máy đi câu. Hôm nay vô cái đùng mà bao đẹp luôn, nó rộng lắm. À, từ đầu đây qua bên trong camera thì vậy chứ đầu đây qua bên kia chắc 100 mét á, bên kia hơn nữa. Thì cái đùng này cá nó nhỏ lắm, đùng này thuộc dạng như là đùng không ai coi đó, người ta cho câu nhưng mà cống thì không có lưới luôn á, nước ra nước vô sông vô tự nhiên luôn. Bình thường mình câu thì cá nó cũng nhỏ không có bự mà câu sát bờ. Hôm nay mình muốn ném thử ra nên mang cái cần lai so dít đi đánh dần biển á, thử coi không biết nó sao. Giờ tới rồi, có mấy bạn mình đi chung nữa. Để mình làm đồ mình câu xong cái mình quay phim ha. Đây là bạn Sơn chuyên bắt nhồng, bắt hết nhồng mấy cái khu vực nước lợ Phước An với Cần Giờ bắt hết rồi. Giờ đi câu kiếm nhồng không không thấy là do bạn ấy nha. Đây là Hải Điêm Tàu. Hải Điêm Tàu là bạn của mình đi chung. Hello mọi người. Hải quay đầu đi Điêm Tàu. Còn bạn kia bạn của Sơn. Rồi làm đồ xong rồi. Hôm nay đồ mình xài là con VIP ha. Thấy không? Trời nó dính rồi. Đây là metal VIP ha. VIP sắt. Hay. Con này của hãng Majerab luôn. À, mấy tên mồi, tên cần, đồ thông số gì à? Mình sẽ để dưới cái phần chú thích video ở dưới ha. Cần thì Chip Rock Majerab luôn. Lysogic 962 LSG. Con này 2m7 hay 2m9 gì quên rồi. À, mình để thông số dưới luôn. Lua thì 40g cộng trừ 20g. Đây là cái thông số mà khuyến cáo nên dùng ha. Nói chung là từ 20g đến 60g á. Line thì PE 1.0 đến 2.5. Hôm nay mình muốn ném xa nên là mình phải sử dụng cái này. Mình thích xài mấy con VIP này, con VIP nó nặng, nó bơi mọi tầng nước hết á. Có nhiều anh em kêu đi đùng mà mày xài VIP mày bị khùng đó. Nó sai lầm ha. Đó, cho nó quay cả, cho nó thấy bơi bơi sao. Con này bao lắc luôn. Xa quá không thấy. Xa quá không thấy. Con cầm nè. Thì con VIP này á, mình xài mình ném đúng căn bản của nó, phải đợi rớt nó chìm xuống tới đáy, gần tới đáy á mình móc lên, thì với nó vơi vậy nè, đưa đầu cần lên móc lên rồi đợi nó chìm xuống đáy rồi mình ném thử coi nó đúng theo con mồi mình để bao xa thì ném cho nó xa nhất ha. Thì thường thường mình canh theo cái khoen của cuối nè, khoen cuối của cái cần nè đó, khoảng tầm vài hoặc dài hơn tí mình ném thì nó sẽ rất là xa. Nhưng mà cái địa hình ở đây nhìn xung quanh nè, cây không à, đưa ra một phát một là ăn luôn á, mình sẽ thu thấp lại tí. Cái đầu tiên á, lúc nào mình ném nhẹ thôi, mình canh coi nó bay được bao lâu xa à. Rồi bắt đầu mình dứt. Con này mình quay bình thường vậy nó cũng được nè. Action nó quay bình thường vậy cũng được. Dít nó lên, xong mình chờ nó chìm xuống. Mình dít nó lên, chờ nó chìm xuống. Mình rất thích xài con VIP này.
đánh mọi tầng nước từ đáy tới mặt nước được hết. Con này thì báo lắc luôn. Dây này mình xài đang găng ha, cứ một màu là 10 mét, đếm đéo 1 mét một màu, 2 màu, màu thứ ba nè 4 màu, 5 màu. Đó, mình cái ném nãy mình chừng 50 mét, đi kiếm chỗ khác ném thử. Ở đây cá nhỏ, nó ném chưa hết lực nhưng ném nhẹ nhẹ thôi. Với con mồi này còn nhỏ nữa, con mồi này có 12 gram à. Cái này mà xài mấy cái vít tầm 20 gram đổ lên á, rồi ném bao ném luôn á. Ở đây phía sau nè, cây không à, ném ghê lắm. Hôm bữa đi Phú Quốc chơi, à Phú Quý, vừa câu xong rồi vừa bơi vừa lặn, lặn xuống quay cảnh dưới nước cho nó đẹp á. Cái GoPro trước mình xài GoPro 7, nó chống nước ghê lắm, mà xài lâu rồi á, xài 2 năm trời, xong cái mấy cái ron chống nước nó bị hư á, xuống biển cái nước nó vô cái rồi xong luôn, nguyên một cái máy nước muối không, hết cú luôn. GoPro thì nó không có sửa được, nó bảo hành là một đổi một cho mình luôn, mà quá thời gian bảo hành là vứt cái xác nhà luôn à. Mới mua cái mới, mới đắn đo suy nghĩ chắc góp mua cái mới để ra clip cho mọi người coi. Fan thì không có nhiều nhưng mà ai cũng theo dõi, ai cũng hỏi, xong ra clip thì mình nói luôn là camera hư sao có clip được. Mồi nhẹ quá nó không bay, với lại cái dây của mình dây lớn quá. Máy lớn mà máy này dùng để đánh vít với lại soi vít mà. Tới 6.000 rồi. Máy mới mua luôn. Máy mới, camera mới. Nhưng mà không biết có dính cá không. Quay tay hơi bị mệt đấy. Cầm máy lớn này đánh cực lắm. Mà lên cá lớn thì khoe lắm. Con này nó lắc mà mình chóng mặt luôn á. Tại vì ở cái camera này nó không có zoom được. Không mà quay cho các bạn coi nó lắc, người nó độ lắc, lắc mình còn nhìn muốn chóng mặt. Dây mình vô tới 2.0 à, nó bay không nổi. Này mà chơi con led mà giúp complete con loại này luôn nè, mà cái độ dài dài hơn 75 á, nó nặng 2 mấy gram á, mà ném cái này thôi rồi chắc là qua tới đầu bên kia. Cái này có nhiều ông rất là sai lầm ha, thì cứ nghĩ là cá mình quay nhanh á thì cá nó không bao giờ dí kịp, nó đớp không được, nó sai trầm trọng luôn á. Cái vận tốc của mình không thể nào mà dí kịp con cá. Mấy ông thử nghĩ á, nhìn thử ơi, mấy con cá nó bơi bây giờ mấy ông thấy không, thấy nó bơi rõ ràng cái hình dạng nó, mà mấy con lua của mình quay nhanh cỡ nào mình vẫn thấy nó lấp lánh, thấy hình dáng rõ ràng. Tốc độ mấy con cá nó ghê lắm, nhanh lắm. Tốc độ quay anh em quay thấy anh em không bằng kỳ địch lại với tốc độ bơi của nó đâu, nên là thoải mái quay đi. Buổi sáng sớm cá nó khỏe mình quay nhanh dí thoải mái luôn, buổi chiều cũng vậy. Mà tâm lý con cá sình con cá là mình quay nhanh quay chậm cho nó bơi đẹp đúng cái kiểu mình thích thôi, chứ ảnh hưởng gì đến tốc độ cá dí mồi. Bơi chậm á thì lắc léo thì giống như con cá sắp chết. Không, bơi nhanh thì con cá nó quay nhiều, nó lắc nhiều, cá nó ngứa mắt tớp tùy mình. Hải Rim Tàu đang nỗ lực quay tay. Hai anh em quay cũng được 15 phút mà chưa thấy hiện tượng gì hết á.
Bởi mình đi câu liên tục đấy, tuần nào cũng đi câu á, nghỉ là đi câu, không nghỉ cũng xin nghỉ để đi câu. Cá lên nhiều mà không có camera, khó chịu. Quay điện thoại quay không được, bực mình nó quay tí hết pin à. Cho nên là mình đã đầu tư mua cái camera. Đầu tư cái đó là anh em cố gắng like share ủng hộ kênh nha. Kênh nó phát triển thêm. À mấy cái mình nói luôn là đi mấy cái đồn mà dịch vụ á thì mình còn xe địa điểm xe tên, chứ mấy cái đồn thiên nhiên như vậy mình không có thể nào mà xe được, ảnh hưởng rất là nhiều người ha. Đùng không phải có riêng mình, đùng của mình nói chuyện gì nữa, đùng có nhiều người chơi và kiếm được cái sân chơi rất là khó, cần phải bảo vệ, chia sẻ cộng đồng thì người này người kia nhiều người kỳ lắm, vô không có bảo vệ sân chơi nên là không có được. Mình mà xe là bị ném đá ngay và luôn. Còn anh em nào thấy khung cảnh nào quen là biết thì cũng coi thôi, chứ đừng có xe ra nữa. Mình chỉ share những cái điểm câu dịch vụ thôi, còn điểm thiên nhiên như vậy các bạn phải tự đi kiếm, tự liên hệ, chơi nhiều, quen biết nhiều sẽ biết nhiều. Nói chung là cố gắng vận động đi tìm kiếm. Ngày xưa mới chơi là một mình một cõi á, là chỉ có Google Map rồi ba lô cần, là không biết địa điểm luôn, xách xe lên đi kiếm không biết chỗ nào có cá luôn, ném bằng niềm tin. Họ chơi lâu rồi bắt đầu quen biết nhiều, này dẫn kia đi xe nhau thì mới biết được, chứ đâu có phải mà mình thấy người ta chơi mình bay mình đùng đùng mình hỏi chỗ. Cái gì cũng phải có quá trình hết á. Đi mình chơi coi. Hay lắm Hải ơi, Hải lên cá rồi, để qua. Cái gì á? Măng hả? Để qua quay phim. Chờ tí qua quay phim nè. Hải lên cá rồi, Hải đi tàu lên cá rồi. Có gì á? Ôi Hải lên trẻ rồi. Này thuộc dạng là lá me luôn rồi. Hay lắm Hải ơi. Rất hồn luôn. Đây Hải đi tàu gương mặt mới trong làng giải trí. Ở con này thả đi, gỡ nó thả đi, có cái mốt chơi nữa chứ. Anh em chơi rồi cố gắng mấy con bé bé vậy mình thả cho nó lớn lên, mấy mốt có cái mà chơi nữa. Rồi quay phim cận cận. Con này đối với tụi mình thì nó bé lắm ha, mà đối nhiều người thấy to, chứ đối mình tụi mình nó bé lắm. Dân trong ngành vậy là gọi là cá mini, cá bú bình, cá lá me. Thì câu được thì anh em thả lại cho nó lớn, muốn có cá chơi tiếp. Cá thiệt không? Không. Ui 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 bay nhảy. Ui. Con nhớt rồi. Mày xin lỗi nha. Anh em tụi tao là chỉ có bắt mình lên nhưng mà khám phá khung cảnh trên trên mặt đất cái nào. Đó, thôi kịp nè, hiểu không? Khát khao của mày biết lên mặt đất rồi coi có gì trên này đúng không? Xong rồi có nhớt, có nhớt chứ mày, gỡ tay luôn kịp rồi. Ok cho mày về đấy làng luôn nè. Rồi về mét ba mét mẹ tôi nha, mấy ba mấy mẹ kêu ba mẹ tới đây. Anh làm việc. Quay tay là cỡ nào cũng lên cá rồi. Hải có nhớt rồi, ngon rồi. Hết rồi quay rồi. Cần phải dính cá không? Đâu, tên không, gì? Xuống dưới với bình đạn thế. Ném một pop ra xong rồi đường đá là chi vạch ra đái cái, mẹ nó lôi cả pop đi. Lôi mất pop luôn. Giờ chỉ về. Không đọc, không đánh gì cả. Giờ chỉ về Cà Mau Bình Đại còn có cá rồi chứ. Gần giờ Phước An thì cá đâu? Gần giờ cũng có nhiều điểm có đấy mà người ta không cho câu. Ở đây cũng có nè, điểm người ta không cho câu lúc nào cá không có. Không chứ đâu rồi. Đâu rồi nè. À, ăn mì xào. Ăn chưa? Gỡ rồi. Ok, tốt rồi. Học gỡ mì xào trước khi ai con.
em với anh chụp tấm hình cho anh gửi cho anh. Ủa này các cái khoen ở đâu rồi? Đúng rồi, đứt mẹ khoen rồi. Mà ăn cái giống vừa hổm đi. Ủa Facebook anh là gì anh Rồng? Rồng giống tên Facebook á. Rồng sợ ma, số má gì? Số má. Rồng sợ má. Em nào? Để em thích bạn cái gì nào đăng video mà. Lên em ác con lồng vậy hả? Em cho anh lượt xem, lượt like luôn. Cảm động chết luôn. Rồng sâu ma nè. Ừ. Hôm nay canh giờ ngon ha. Ai hai con út. Út đi à? Ê. Ngon à? Vàng ươm. Ấm. Chiều mày về này, mày đi ngủ đi, chiều mày về chạy xe đòi đòi anh về. Hải này ổn định rồi. Ổn định rồi. Dính hai con, sảy hai con. Chưa, giờ anh chiều còn đây. Cá nó không phải gì có thời gian, nó nghỉ ngơi, nó ăn trưa rồi chứ. Cá đi siêu thị rồi, chưa về đâu. Ok ok. Bình tĩnh đi. Hải quay đầu, giờ quay đầu được luôn rồi. Ác nhờ ảnh hai con rồi, chẻm con măng sảy hai con giờ đôi bàn tay bàn chân tự tin thẳng. Nói gì nữa, ném đi. Chuyên nghiệp chưa? Ok, đủ điểm đậu rồi. Chiều rồi, mây đen kéo tới rồi, sắp mưa lớn rồi, chắc phải rút về thôi. Hôm nay tổng kết là hãy rim tàu lên một chẻm với một măng, sảy hai măng, lồng thì không có con cá nào ngó tới luôn. Chán thiệt chứ. Thôi để em bữa khác câu dính rồi cho anh em coi bù. Hôm nay không phải ngày có rồng rồi. Lời nguyền camera nó bị linh ứng rồi. Bye bye.